nói cho anh biết, em có mắt đấy, cũng không ngu đâu. Em đang rất ngu. Rất ngu. Em có biết bây giờ anh làm gì, đi đâu, nhất cử nhất động của anh đều có một thằng bám theo không? Lão Trường đã đánh hơi ra được tất cả những gì liên quan đến con gái ngọc ngà của lão. Lão ấy sẽ không bỏ qua. Nhìn nào, chúng ta đồng hành cùng nhau, nếm mật nằm gai, chuẩn bị cả 10 năm trời. Không phải để bây giờ chỉ vì cái sự ghen tuông ngu ngốc của em mà phá hoại tất cả đâu. Em xin lỗi, là do em nông cạn, em không nghĩ được xa như thế.